anh em đang họp để Tuấn đưa chiến lược ơi, thằng đánh Tuấn đông đánh báo dẹp trước tây. cho sẵn xin đi họp nha, đường nha. Họp trên là thằng đi họp làm gì, xin nói thế là còn họp gì nữa. Không, chúng mày đâu phải phát dẻo cũng ngồi không, nghe. Phải cho mày biết đâu đi họp là cái gì. Lên nghe mà nghe. Đấy, các bác nha, anh em đang chuẩn bị để đi bắt cá. Tắt xong. Đi anh nhỉ, mặc áo mà đi đi. Không đi nữa hả? Bà mang giả tôi cái chậu. Đi, hai anh em đi đi. Bây giờ mà lấy cái tay lưới của em là bắt ốc to chi kiếm ốc một chân là các phải đợi đến đây rồi. Tay lưới đâu có tới đó đúng không? Nước này đánh khí trong nhà nước mà đánh cạn quá. Anh em là sáng thả 5 tay lưới. Mỗi tay dài 100 mét là 500 mét. Tính ra là nửa km rồi đấy. Giờ đi thu hoạch. Chắc là thăm trước một tay thôi, một tay dài có khoảng 100 mét thôi, còn mấy tay kia thì chắc để tối thôi chứ còn giờ cũng muộn rồi, cũng không kịp. Đi đi lấy xô lấy chậu để anh em mình đi rồi. Đây cầm thau rồi. Tức là bây giờ là chia thành hai mũi quân. À, một bên là hướng bắc, một bên hướng nam, tiến vào cùng lúc giống như là hai gọng kìm. Ô bắt ta đi chưa? Dạ đi tí đi con. Cái tay lưới nhà em mà thả xuống chắc nhiều lắm. Sông này thì chỉ cá nhỏ lấy đâu cá to. Cá này cá to chứ năm ngoái bắt. Không có cá rô phi to. Ô bác đã bắt tình về rồi bác đã. Đi xong rồi về đi hố của ông. Ông hả? Trời, bao nhiêu cái trò hay thế mà không nói trước rồi giờ lại còn bắt ông nữa. Thế sao giờ trưa nay không bắt? Trưa sai không bắt. Trời, nhiều trò hay thế mà. Hay là để tuần sau đi. Hả? Tuần này, tuần sau đi. Quay luôn đi, cho lên luôn một lúc. Quay luôn. Mày hôm đấy ngày xưa anh thức con ong tuổi nó đốt thì truyền nước biển nha. Ôi thằng này năm tay lưới mà cầm cái bọc thì chết. Cầm cái thau chứ. Đi không con đi không? Cái bọc biết quài. Mấy anh em đi. Đi con đi cầm cái thuốc cho ba. Trời nắng chang chang. Nắng như đổ lửa. Một thanh niên thì mặc áo, một thanh niên thì cởi trần. Đây vườn xoài nha các bác nha. Cây xoài thì nhỏ thôi nhưng mà trái thì dữ, dữ dằn lắm. Trái, trái xoài. Đây là anh Tèo. Đây cái sông này các bạn. Sông rộng lớn. Bên kia là đảo ó vườn tràm. Em cũng đi bắt cá. Thêm một con Kiki nữa đi theo. Con này là chịu trách nhiệm là bơi đuổi cá. Hồi nãy thì anh em chúng tôi cũng thả xong rồi, bây giờ thu hoạch. Lội luôn nha. Sâu anh Đèo.
em đi bắt cá. Ôi dồi ôi. Con này chắc cả ký rưỡi. Con này cáo hoàng đế các bác nhá. Tại sao lại gọi là hoàng đế anh Tèo? À, không hiểu được. Không hiểu. Đấy nha các bác nha, một em Yopi, một em hoàng đế nha, lát nữa có một em công chúa nữa. Đấy, mưu sinh vất vả lắm chứ đâu đơn giản. Bắt cá về lát nữa mang ra chợ bán, đổi ít tiền mua sữa cho con nè. À, đây 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 đây, à không phải cái cây. Đây, đây quay ra ngoài Bắc nữa rồi, ngoài Bắc nó chưa mấy thằng cũng thấy được cái nhà nó khác. Đây nữa. Ôi, con này vô gai nhá. Con này là tẩm bột này, chiên giòn, cuốn bánh tráng. Mà nhai nhẹ nhẹ thôi, kẻo dính vào răng là móc xương vào răng á. Anh Tèo anh gỡ cá có tay nghề lắm các bác. 10 con rồi xảy 2 3 con à. Đấy gì hết. À, anh em chúng tôi là dùng lưới này là lưới 3 màn nhá. Đấy, đi bắt cá mà còn có cô đứng trên kia cổ vũ kìa. Đây này, cô xa xa đây. Đấy, có cá không? Có cô. Ôi, còn cá lóc nè. Tồi. Cá này gọi là cá lóc nha. Nhiều chỗ gọi là cá chuối, cá quả. Lóc bông. Vâng, cho đi cổ vũ cô Khuyên ơi. Kìa, cô Khuyên nhá. Vợ của chú Bắc. Cô Khuyên vợ chú Bắc, em của chú Nam. Đấy, cuộc sống đơn giản vậy thôi. Sáng ra bờ suối thả tay lưới, tối vớt kiếm mấy con cá. Gạo thì gặt ngoài ruộng rồi. Ui, đồ ăn gì ăn đi nhanh quá. Xong hồ. Chiều mà đi thả thì tuyệt vời. Đấy, làm
bắt vài con cá làm xị rượu, lát nữa nhâm nhi nướng lên, nhâm nhi là đúng bài. Ba anh em đang dí cá. À, thêm một thằng bé nữa. Đuối quá. Đây nha, dưới đây các bạn nhé. Biển hôm nay động quá, cá nó chạy ra hết rồi, không có nữa. Cho anh em chúng tôi đổi kế hoạch lên rừng bắt ong thôi. Đây, bắt một lúc này. Người đâu? Sao lại cười con? Hả? Thằng bé đẹp trai thế này. Đây, 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 được con. Sảy bá rồi, à kìa. Gỡ luôn không? Đưa cậu bật ra, người ta sẽ ra. Đang thu lưới lại. Biển động cá nó đi hết. Hồ nhà em cạn chưa ta? Lên hồ nhà anh Hùng rất nhiều nha. Hồ anh Hùng hả? Đấy. Là đi lên khỏi nhà em là cái hồ đấy. Trên đó hả? Trên đó chưa dặn được. Chắc là cạn. Cạn chưa? Cạn. Đâu lên đó dặn. Đi lên đó dặn. Không có gì thú vị à? Có cá to mới thú vị à? Không có cá mình kiên trì nó mới thú vị. À, đâu vui bằng đây ha. Ở dưới miền Tây chắc vui hơn ha. Sông nước ruộng nhiều. Đi bắt lươn đã. Nhà mình chắc mai mốt cạn đi kia chắc cũng có lươn nhé. Có. Chắc có chứ. Đợt trước thấy đi rà nhiều mà. Có nhiều người câu lươn cũng hay đấy. Đây, anh em chúng tôi thu lại lưới. Cả một tay lưới được một em. Rufi. Bây giờ anh em chúng tôi sẽ đi từ đây lên trên kia là một cây số nữa đi được bộ. Tức là khoảng 20 phút nữa sẽ tới nơi. Đây, bây giờ chúng tôi sẽ tắt cái này lại đi. Tắt cái này để đi rồi sẽ lên trên đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục đi. Cây
xuống được tới nơi cái nhà màu trắng trắng đó. Nhìn cứ như bãi biển thế nhỉ, nhìn như bãi biển thế nhỉ. Hồ Nhãn Hùng trên kia nữa, cái hồ nhà em chắc nó cũng phải cạn đấy nhá, hở bờ. Thả đây luôn hả anh Đèo? Tôi thả lại cá nha. Sóng nhấp nhô. Gió lắm các bạn ạ. Này, nước này. Gió nước sóng nước đưa này. Dập dìu luôn. Lát nữa sang bên kia chúng tôi sẽ có cái xuồng bên kia. Mít mé bên kia sẽ có một cái xuồng. Đấy, quá trời nè. Lấy cái bịch. Hai con nhé. Thấy nó chạy nhiều mà. Đấy đấy đấy, thấy không? Nhiều chứ. Cái này là lần đầu tiên mình thả đó, thấy không? Nó chưa biết. Quậy lát là có.
ôi ôi sợi đó con nhiều á nha, nhiều á chứ không phải ít đâu. Này do mình chưa đuổi đó ha, mình mới đi bộ đó. Cái phần ra cái này là con tấm này. Dính nè. Đấy, tay lưới này là dính hơi bị nhiều nãy giờ. Gió ghê thiệt. Hết chín rồi. Đồ gai. Con này trứng nhiều ăn ngon lắm. Ôi, ôi dính lại rồi. Dở quá ta. Đây. Có đu gai, có đu phi. Bóp chết luôn tại chỗ. Gặp em bóp chết luôn tại chỗ, hết bơi à. Ăn hiền quá. Bóp nát đầu. Giờ đuổi lên chắc có nữa nha. Giờ đuổi có không hay là giờ thu lưới? Thu lên trên. Ừ, thu lên trên. Anh em tôi lại tiếp tục thu lên trên kia. Kiểu nào lại chẳng phải được một hai con nữa. Đuổi trong này cho nó chạy ra. Để qua đêm được nhiều chứ. Lát nữa anh thả sâu sâu đây nè. Mai cá to không á. Anh em chúng tôi tiếp tục lên trên chỗ cái bác kia đang quăng chài kia kìa. Chúng tôi sẽ lên giao lưu xem bác quăng nhiều không. Nãy giờ bác thấy bác gỡ cá rất là nhiều. Bác đây là dưới này là vẫn là hồ nhà mình. Đây, từ cái chỗ bác đây, từ chỗ mình đứng chạy về bên này vẫn là hồ nhà mình. Anh vẫn đang ở lưới. Trên này là hồ của nhà ông anh. Nhà mình thì cũng chẳng có thả cá gì, để cho cá tự nhiên nó vào. Cuối mùa thì cho anh em tới bắt vui. Thực chất cũng không có thả cá để kinh doanh. Vì nhà cũng ít người, làm cũng không hết. Lên đây xem bác quăng một bẻ lưới, rất là nhiều cá nhé. Nó đang đi trước. À, cái xuồng này nhà cũng nhà ông anh mình. Nói trên này là nhà ông anh này. Đấy, thả đây là hơi bị đẹp nè. Hả? Không sâu đâu, nông lắm. Hồ này nhiều ốc lắm nè, mà không sang đây mà bắt.
có cá không chú? À. Ui, quăng được cả ốc nữa này. Okay. À. Là bác đi mấy hồ rồi? À, mới ra đây đó hả? À, đây bác quăng cá này. Nhiều chứ, bác quăng hơi bị khéo đấy. Để coi xem bác quăng nè. Bụng tròn. Mới tập quăng. Mới tập quăng. Chứ đứng dưới kia thấy quăng tròn quá trời nữa. Tròn nữa là tròn nữa. Chứ đứng dưới cái gà đang thả lưới rồi đấy. Thấy bác quăng tròn. Con đó hả? Ừ. Con nhà cháu ông Phong đây nè. Ê, có cá đấy. Nó động. Cây. Cây, cây mà động. Hoa gì tập con. Cứ 10 cái được, mỗi cái được con, hai con là cũng nhiều chứ nhờ. Bữa nay bác quăng cá bán hay là sao? Mang về ăn. Ăn hả? À. Đến đêm hôm nào thì đêm mới được bán. À đêm mới có hả bác? Ui, cái đấy đúng là chuyên nghiệp. Cái nào cái đấy là tròn. Mày không vô không? À. Đánh ở bên kia qua đây. À bác ở bên kia nữa. Cá này thì bao nhiêu tiền một ký bác? Ủa cả cây nữa, cả cây nữa, gốc cây, gốc cây đó đẹp đấy, đem về trưng được đấy, nhập về, ừ đẹp đấy chứ đâu phải đơn giản đâu, đấy, gốc cây rất là đẹp, để xịt sơn lên, cầm ra cỡ, đấy, đẹp quá, gốc cây đẹp quá, ha, dùng con đại bàng ha. Quang. Đấy. Cá to. Rô phi không à? Mấy con nào đấy? Nhờ. Có một con nào đấy nữa. Ôi, có một bát thịt nữa. Đâu phải cái ống chai. Cá kìa. Khó quá à. Cũng khó lắm chứ đâu dễ. Không, cái đó là chai. Khó ít lắm, chẳng khó. Một hai con. Con khéo à. Bác có bao giờ ra tràn quăng không? Chắc có chứ nhờ, xả tràn quăng. Không. Nhiều ốc quăng dài được cả ốc. Ốc này luộc ngon lắm. Ốc này nhẹ luộc. Sao cắt đít đi. Dạ. Sao xả ớt. Hấp dừa cũng ngon nha. Ốc này hấp dừa. Đây cũng được vài con. Không đâu được con. Gỡ luôn bác, cho nó xảy mất. À không ra được. Đứng né bên này cho bác ăn. Tròn quá. Tròn. Sâu sâu chứ như thế nông thế. Thả gần bờ quá cá nó đâu có trong bờ. Tối ra đi. Tối cá. Mát rồi. Không mất rồi, nó đã chín ở đó rồi. Con này chiên ăn ngon chứ. Giòn. À, chiên. Tốn mỡ dầu xíu. Mai muốn nó cạn nhiều nhỉ. Cạn. Rất dễ. Đây.
giờ đánh game được rồi, game có cá rồi. Trước Bạch Nam á. Nha. Buổi tối ở ngoài đó mình làm gì nữa chú bác? Tôi còn làm gì nữa mình? Làm gì đâu, à. Ban ngày mình phải làm chứ. À. À, nhà anh Hùng ấy, gần nhà anh Hùng. Ôi bác ở đây cũng lâu ấy nhờ. Đây lâu biết nhà nhá. Ta từ năm 92 cơ mà. 92 à? Ừ. À. Ừ. 92 ở ngoài này thì có vài nhà chứ mấy. Ừ. Bây giờ mới đông lên. Giờ từ năm 2000 lại mấy giờ bờ hào ra mới đông lên chứ. Xong rồi về bỏ chơi với phải ông bác này chơi với chú Thắng ở bạn hàng chú Thắng không biết bác tên gì ạ? Chú Thắng à, bác Thắng à. Ừ. Yeah. Bác có hay đi đà không hay là chỉ quăng thôi? Đà đi câu à, câu mùa nước lớn thì chạy xuồng đi câu đây cũng có xuồng chạy đi câu vòng vòng cá hoàng đế nha. Ừ, mùa này chỉ đi chạy. Dạ. Quay cá tôi về tung lên mạng. Quay làm kỷ niệm. Lâu lâu về nhà đi vầy. Ôi ngày xưa con đi bắt ốc ở đây, hồi nhỏ bắt ốc nhiều lắm chứ. Nhà mình bố mẹ ở đâu? Ba mẹ con đây luôn nè, nhà con đây nè. Không. Đây nè, nhà ông Hoan đây nè. À nhà ông Hoan. Dạ. À mấy con Hoan à? Dạ dạ, con chú Hoan. Ngày xưa ở đây còn nhà ông Phi đây nè. Mỗi lần tát hồ bao nhiêu cá. Nha. Vùng bác là biết tát hết. Nha. Tròn chứ. Có nha. Về. Cái này cũng hai bữa rồi. Ừ. Quá trời. Cá này tươi ngon đấy chứ. Ừ. Ăn đồ biển ngon. Ừ. Cảm ơn nhiều nhá. Ai chà, trời ơi cá nhiều kia kìa. Dính đấy. À, lại đồ này. Thả lưới. Cá lóc kiến hả? À? Không có đâu. Đây em nghĩ rắn là một này. Hôm trước em bị rắn lần rồi. Rắn càng ngon. Rắn nhưng mà nó chết rồi. Nó không còn sống. Ơ đây đây đây, quả cá này. Ừ, rắn nó chui vào. Ồ thế mà sảy nha. Sảy à? Em thấy nó chạy mà. Không con cá nó nổi lên luôn mà. Con này to đấy. Con này tù lên nước mắm. Ông kia hồi lúc cũng con to.
không? Có con chạy. Dạ. Coi chừng lại chạy nhá. Anh này bóp cổ nó cho chết luôn. Đang nói chiên nước mắm xin xù, mẹ nó rơi cái tổng cái thôi xong. Bây giờ bữa đi qua đảo khó chơi. Bên đó nó có gì không ta? Chắc cũng khu du lịch thôi, có gì đâu. Bơi thuyền á. Mình thích mình ra đây mình bơi thuyền á. Cần gì phải sang đó mặc cái áo phao ở đây. Rồi kìa kìa con cá. Đấy đấy. Ở đây mình treo hai ba cái can vào người bơi. Thích nữa thì làm cái tay lưới. Làm tay lưới rồi nướng tại chỗ luôn. Thấy không? Cũng giả ngọt. Đó là bà con. Ở đây to cái này. Cá này cá trung bình. Vài bữa nữa nó cạn nhiều cá lắm. Chết đó rồi. Phát được. Nước nó sâu nó còn vùng vẫy, nước cạn. Đây đây đây. Ui 4 con. Ui. Cá to không? Nằm lên đó đây là đen lưới hả, đen lưới trời gặp mưa lầm râm cái này nữa. Đúng là trời không phụ lòng người đúng không, kiên trì đúng không, cái gì kiên trì là cũng thành công. Nó chết mất tôi. Đứt hết lưới rồi mọi người. Đứt hết lưới. Ngon nhá. Ủa, một bịch cá bự. Hơn chục con nha, một mẹ hơn chục con cái nha. Hoành tráng đấy. Không phải dạng vừa đâu. Thank you.
Cái này gọi là thế gỡ cá là cầm nạ thủ nhá. Hồi nãy là cúi nạ thủ, đưa cá lên cao là không nạ thủ. Các chiêu thức gỡ cá trong 36 chiêu liên hoàn cước. Ui, bịt cá hoàn tráng đấy. Ôi đây. Mai thế nào cũng dính cá rô đồng vậy coi. Hôm qua đêm thế nào cũng dính, tại tối nó hay đi. Rô đồng nấu canh hơi bị ngon. Hết à? Đây một em. Ơi, đây. Trên đó nó cạn rồi ha. Mỏ ốc hơi nhiều đấy. Chứ thằng Hòa lấy gì mà ăn? Thôi. Đi ấy chơi vui. Lấy gì của học ăn? Thôi hả? Sợ mất đâu mà nó đâu có trôi được rứa đâu mà à, sợ cá nó kéo đi hả? Thật chứ, cá nó kéo đi thật. Giờ đi thăm lại khéo lại dính. Sợ sáng mai chết đi. Nhiều chứ. Được hai mẹ cũng tương đối. Mới ấy lại dính lại này. Lù gai. Mấy anh này là sọc bùn đấy. Dễ chết lắm. Tuyệt vời luôn. Thà dứt nhầm hơn bỏ sót nữa.
Ui dồi, ốc gạo to chưa này. Đấy, ốc gạo to quá. Dưới này ốc nhiều. Bơi hả? À? Chết đuối không? Khúc này long hơn đúng không? Hả? Anh em đẩy xuồng ra bơi. Bơi khúc nông nè. Vào nước. Không vào được. Không phải bọn thằng Hảo hôm trước nó đi cái xuồng hả ta? Nhặt được một con đại bàng. Lát về. Đấy. Đây thành quả của buổi chiều hôm nay. Hơi bị nhiều, cái này là nồi ngon lành rồi. 5 kg cá.